Nãy nãy vào xin thầy chưa? Dạ. Nãy vào xin thầy chưa? Dạ con vào đánh lễ hôm nay rồi. À, này đến thầy rồi. Thầy nói sao? Dạ thầy không nói gì hết. Thầy nói gì hết hả? Dạ. Thầy là cho đi cùng chưa? Dạ thì con xem trong video thì thầy nói là ai muốn xin vào thì tự vào rồi tự lấy giới làm thầy, tự quỳ trước giờ rồi đặt đắc danh. Và ý là con có may y, thầy bảo là vào là phải may y á. À, tập may y. Dạ. Bởi vì thầy bảo là giáo viên đấy là phải may y mới đi cùng với các thầy á. Dạ, dạ. Còn nếu mà mặc như này là không được đi cùng đâu. Dạ. Đó nên là đã biết thầy nói như vậy chưa? Dạ, dạ. Dạ bây giờ con biết. Thầy hồi biết hả? Vậy thì tí nữa đến cái chỗ nghỉ ngơi á. Dạ. Và gặp thầy. Dạ. Bởi vì thấy những cái người mà đi cùng đoàn thầy là phải mặc y. Dạ. Còn mặc như này là không được đi cùng đâu. Dạ. Đó nên là tí nữa thì mình vào đảnh lễ thầy á, mình nói với thầy là bây giờ có muốn may y rồi làm sao? Thì hôm nay đăng lên là cũng rất nhiều cô chú là cũng ủng hộ đấy. Nói chung là như em đây thì cũng có tâm để học theo, để tu theo thầy. Và bây giờ ba mẹ rồi bà về chưa? Dạ, dạ về hết rồi. Về hết rồi, bây giờ đang đi một mình hả? Dạ, giờ con đi một mình. Lúc nãy, từ lúc nãy là đi với ai? À, nãy con đi phía trước. Rồi con ngồi nghỉ, rồi con đợi các thầy đi về, giờ con đợi con đi sau. Ờ, lúc nãy giờ đã, ý là lúc nãy rồi những người ở trong đi cùng với thầy có biết không? Có biết em không? Dạ, các thầy không biết con. Ờ, cũng nghĩa là tối nay thì có thể là các thầy đang nghỉ ngơi á. Dạ. Thì mình xin các thầy là mình vô trong. Thứ nhất là mình để mình may y. Dạ. Thì mình mới biết được là đi vô trong đấy. Chứ không là em mặc như này em không được đi vô trong đâu. Dạ. Bởi vì là như em thì chắc mới đến đúng không? Mới không biết thì chưa biết được ấy. Dạ, dạ. Thì tối nay cứ vào đảnh lễ thầy rồi nói với thầy là bây giờ con muốn làm sao đó thì thầy các bảo cho. Bởi vì ở trong đấy thì ai cũng vậy mà. Hôm bữa cũng có mấy người mới vô thì phải may y mới được vô. Dạ. Đó thì tối nay các thầy có người còn chưa biết mặc y chứ biết quấn y mà. Dạ. Thì ai cũng thế thôi, nhưng mà như em có tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Dạ. Nên là tí nữa thì khi mà đến thầy chắc nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Dạ. Thì mình lên lúc trưa nay vào gặp thầy là có nói gì không, nói với thầy sao? Dạ hồi trưa con thấy ở trong nghị điện đông người bé, thấy có nhiều người bé nên con không vào được. Vậy là vào đặt lễ thầy lúc nào? Con đặt lễ vào lúc sáng. À, lúc sáng mà khi anh phỏng vấn xong đã vào rồi. Bước ra là con đảnh lễ. À lúc đấy là thầy có nói gì không? Thầy nói một câu nào? Dạ không, thầy nói gì không? À, là thầy gì bảo, thầy không bảo gì luôn. Không bảo. Vậy thì tối nay em có thể là vào đảnh lễ thầy tiếp, rồi nói với mấy anh hộ pháp ấy. Dạ. Nha, nói với anh hộ pháp ấy. Rồi nói với anh là bây giờ muốn đi cùng với thầy các sư khác ấy. Dạ. Thì bây giờ làm như thế nào? Rồi con muốn vào đảnh lễ thầy. Dạ. Thì thầy sẽ bảo cho là cách vào trong đấy để đảnh lễ thầy á thì mới biết chứ không. Mình biết cách là may y và mặc y như thế nào cho nó phù hợp ấy. Chứ bây giờ thấy em ra đây không có biết ai cũng thấy tội. Dạ. Bởi vì là bây giờ đi cùng với những cái người mà đi cùng với sư á, mình gọi là đông quá rồi gọi là đoàn ấy, thì dạ, bây giờ ở đấy không ai biết ai cả. Dạ. Em không biết ai thì nói chung là rất là tội. Dạ. Thì bây giờ tí nữa thì các sư đi ấy, thì em cũng đi theo. Bởi vì ở phía sau cũng còn nhiều sư đi một mình mà. Dạ. Đó thì tối mình làm sao đó mình nói với anh hộ pháp là cho xin vào nói chuyện với thầy. Dạ. Để gọi là nói chuyện với thầy để mà thầy nói cho mình biết ấy. Tôi thấy em cũng tội mà bây giờ ngồi ở đây một mình. Sao là ngồi được mệt không? Nãy giờ đi không thấy mệt không? Dạ, con thấy cũng hơi mệt một chút nên con ngồi. Ừ, mà đeo dép không hay là đi chân không? Con đi chân không. Chân không luôn hả? Dạ. Chân không là đau quá. Bởi vì mới vô là phải tập làm em từ từ, cái gì cũng thế, phải có từ 1, 2, 3 mới đến 8, 9, 10 được. Dạ. Em nhảy như vậy là một phát lên luôn, như vậy là nhiều người đau đến mấy hôm đi không nổi đâu. Dạ. Đầu tiên là mình phải làm quen đã, rồi là mình giữ gìn cho bản thân đã, bởi vì là em cũng còn nhỏ tuổi. Thì đầu tiên vào là em cứ đeo dép cho anh đi 1-2 hôm cho nó quen cái đi bộ ấy đã, xong rồi em bỏ dép ra thấy đeo chân là đeo dép vô. Thì nhiều người làm như vậy, em thấy nhiều sư bây giờ đến bây giờ nhá, như sư mình tạm đi từ những ngày đầu tiên mà bây giờ vẫn sưng đi không nổi, là bởi vì là lúc đấy là mình đi vào chân không mà nó nhanh nhăn quá nó làm cho đau chân. Nên là bây giờ tí nữa em có cầm dép đi không? Bỏ luôn rồi. Vậy thì bây giờ đồ đạc có mang theo không? Có một bộ đồ với là một tấm y này. Ừ, vậy thì tí nữa hỏi với thầy là thầy sẽ bảo cách may y cho mình tự may y á. Dạ. Như thế nào đó là các thầy sẽ bảo cho. Chứ bây giờ em mới vô rồi không biết ai hết thì cũng khó để biết nói chuyện với ai đúng không? Dạ. Ừ, thì tí nữa em đến chỗ nghỉ ngơi đi. Rồi em nói với anh hộ pháp mà hay đi cùng với thầy á. Em biết không? Em biết không đây không? Dạ, dạ, em cũng. Ừ, tí đến đấy nếu mà anh gặp em nữa thì anh ấy bảo cho. Dạ. Bởi vì sợ ở lúc đấy là không được vào ấy. Em mặc cái này không được vào đâu. Em phải may, em phải mặc được cái y đấy em mới được đi vô trong cùng với các thầy. Thì nếu như em mà mặc như thế này em sẽ không được vào. Bởi vì thứ nhất là thầy cũng nói hôm bữa đây cũng bảo là phải đi cùng với thầy là thứ nhất là cũng phải mặc y vô ấy.
Và thứ hai là cũng đi chân không thì tùy, ban đầu cũng phải từ từ, nhưng mà đa số sau này sẽ đi chân không hết. Ở hôm nay đi cái này để em thấy đi, em đi bao nhiêu cây rồi? Từ sáng giờ mà đi cũng nhiều chứ bộ. Giờ thấy mệt lắm không? Ừ, chuẩn bị đến chỗ nghỉ rồi. Nói chung là bây giờ cố gắng đi thêm một lúc nữa, chắc là vài ngày là quen à. Vài ngày quen, nhưng mà lúc mệt có bao giờ nghĩ thấy nghĩ điều gì không? Có suy nghĩ mệt rồi cũng muốn về không? Dạ, em thấy đây là an là hạnh phúc. À, an là hạnh phúc. Dạ, rồi. Con nghe Hà Minh Tệ nói là mình buông bỏ như vậy là mình được cái an là hạnh phúc. Ừ, vậy. Là đi vậy thấy an là hạnh phúc. Vậy thì nếu mà cảm nhận được như vậy thì mình cảm thấy vui, cảm thấy an lạc thì mình cứ làm cái gì mà trong tâm mình muốn. Đó thì sáng nay cũng có đăng lên thì rất nhiều quý vị khán giả cũng có nói rằng là em có tâm em tốt sẽ tu được đấy. Nói chung là cố gắng và mình sẽ học theo từ từ. Rồi mình sẽ theo cái hạnh của thầy. Rồi bây giờ em hết mệt thì lúc nào hết mệt đỡ mệt thì mình cứ di chuyển. Ừ, em cứ di chuyển theo các thầy chứ không là không biết ở đâu ấy. Ừ. Rồi. Thầy ở lại nữa. Chưa biết, bởi vì là theo lúc nãy thì nghỉ lại ở bên kho xăng kia. Bên kho xăng thì thầy nói là thầy chỉ nghỉ ở nghĩa trang, nghĩa địa hay là những cái nơi khác thì ông nghỉ ở trong nhà. Trong nhà dân là thầy không nghỉ. Đó, nên là lúc nãy chuyển địa điểm rồi, chắc ông nghỉ trước đây thôi. Bởi vì bây giờ cũng gần tối rồi mà. Chắc cũng một lúc nữa thôi thì sẽ đến chỗ để nghỉ ngơi. Dạ, con nước rồi, con nhận tấm lòng của chị. Dạ, xin nhận được cái chào cô. Dạ. Chào dạ. Chào dạ. Dương. Đó, em này mới vô cũng tội lắm. Mới vô đâm ra thành là tí nữa thì cứ lên trên đi theo các thầy đi. Ôi, chưa rồi, nó lúc đó các thầy sẽ nói cho mình sẽ hiểu từ từ, mình cứ không biết mình phải hỏi. Tí nữa là xong rồi gặp mấy anh hộ pháp rồi các thầy đi trước ấy, người ta bảo cho nhá. Mình còn nhỏ mình cứ rồi mình hỏi ra rồi. Tâm mình tốt là mình sẽ đi được. Chiếu nuôi. Rồi rồi, ok rồi. Lúc nào em nghỉ một lúc đi, xong rồi lúc nào hết mệt, bây giờ hết mệt chưa? Xíu nữa hết mệt thì em đi. Tiếp tục đi. Đi đến nơi các thầy nghỉ thì vô, chứ không là tí em không vô đâu. Bởi vì là khi mà các thầy nghỉ rồi, ở trong là đó là không cho người ngoài vô. Nhiều trẻ, tí mà họ ngăn lại á, ngăn em lại á thì em phải nói là em mới vô rồi, em đi cùng với thầy nhá. Thì lúc đó sẽ có người dẫn em vô chứ không em không vô đâu. Ừ, bây giờ em đi đâu? Bây giờ cái quan họ cũng làm căng ấy, để tránh tình trạng là an ninh trật tự ấy, nên là mình đi rồi mình ở bên ngoài là mình sẽ bị chặn ở bên ngoài luôn. Không có đi vô được. Nhá, lúc nào em mà mặc cái y đấy rồi á thì em đi sau em vẫn vào được. Còn không là em sẽ khó mà vào đấy. Rồi bây giờ em nghỉ ngơi xong rồi đi đi. Không là không kịp ấy nhá. Rồi. Thì sáng nay cũng phỏng vấn em này cho tất cả mọi người cùng xem ấy, thì em lại rất là tội bởi vì mới đến, tâm thì cũng hướng đến những cái điều tốt đẹp đấy, nhưng mà bây giờ thì chưa biết cái đường đi, cũng như chưa biết cái cách đi như thế nào ấy, thì cũng mong là em này cũng sẽ cố gắng. Mọi người ạ, thấy rất là tội nên là em cũng muốn chia sẻ để giúp cho em đấy. Đó, mới đến mà đi chân không luôn mọi người ạ, nhá, đến chân không luôn. Bây giờ cũng đang đi phía sau theo thầy Minh Tuệ, bởi vì ở đây là đường mọi người em là kín xe, là kín mít hết, rất là nhiều xe. Đó. Bây giờ ở đây mọi người thấy rằng là bà con cũng tập trung ở đây rất đông. Đây, thầy này mệt lắm rồi mọi người ạ. Thầy này mệt lắm rồi. Nha, thầy này rất là mệt rồi. Nhìn thấy là rất là tội. Sư mệt lắm rồi à? Mệt lắm rồi, sư ngồi nghỉ đi à? Sư này rất là mệt rồi mọi người nhá. Em thấy bước đi là không nổi nữa rồi. Đó, đang cố gắng từng bước đi mọi người, vừa đau chân mà bước đi không nổi nữa rồi. Mọi người thấy không? Đó, có thể nói mọi người là sư lúc nào đi phía sau và chân nằm bị đau, bước đi không nổi, nhưng mà vẫn phải cố gắng bước đi mọi người. Đó, các thầy thì bây giờ cũng đang di chuyển đến phía trước rồi. Đó, mọi người thấy không, chân đau. Đó. Bước đi không nổi đâu mọi người. Đó, đau chân giống như xin bình tạng ấy, thì ai mới vô cũng đau chân như vậy mọi người. Rồi, em sẽ tiếp tục để di chuyển đến nơi mà thầy nghỉ ngơi tối nay, để cho tất cả mọi người sẽ xem được những cái thông tin mới nhất mọi người nhé.